Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Mới chỉ vài ngày kể từ khi tiểu thư Ai chuyển đến trường mẫu giáo Futaba, 3 trên 4 thanh niên của đội phòng vệ Kasukabe đã bị thôi miên, bỏ mặc bạn bè để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Tất nhiên, cô nàng cá tính như Nene chắc chắn sẽ không để yên. Một cuộc thách đấu đã diễn ra, liệu Ai có thu phục được người đàn ông cuối cùng của đội phòng vệ không? Hãy cùng đón xem trong video hôm nay nhé! Tập phim Sự nổi tiếng của Ai-chan. Hôm nay ở trường mẫu giáo, cô giáo Yoshinaga hỏi hiệu trưởng, dạo này thầy có ngửi thấy mùi khét không? Có một ngọn lửa có thể bùng cháy trong lớp hoa hướng dương bất cứ lúc nào. Kể từ khi học sinh mới Suotome Ai chuyển đến, Kazama, Masao và ngay cả Bo cũng bị cô bé hấp dẫn. Cô giáo rất lo cho mối quan hệ bạn bè của đội phòng vệ. Chợt nghe tiếng nhạc sập sình. Hôm nay chú vệ sĩ không lái xe limousine nữa à? Tiểu thư Ai vừa bước xuống, ba tên kia liền chạy đến chào buổi sáng. Nene đứng ở gốc cây, vừa cay vừa tức. Trong lúc chú vệ sĩ đứng trông xe, Nene chuẩn bị nói cho Shin một quyết định rất rất quan trọng. Này ông kia, đang làm cái gì đấy hả? Nghe đây, giờ Nene sẽ kể cho Shin một bí mật của tớ mà không phải ai cũng biết. Shin muốn nghe lắm đúng không? Thấy Shin bỏ đi, Nene kéo lại, dặn cậu ta phải nói đúng như kịch bản. Thế rốt cuộc Nene muốn quyết định cái gì ạ? À thì từ hôm nay, Nene sẽ trở thành người lớn. Ái chà, thế cậu phải tập luyện cho body quyến rũ vô nhá. Shin dở hơi quá, ý là trưởng thành trong tâm hồn đấy. Kể từ nay, Nene sẽ không quan tâm đến mấy bọn trẻ con nữa, đặc biệt là Kazama, Masao và Bo, làm gì mặc xác họ. Ví dụ như khi đám nô lệ tình yêu đi ngang qua, Nene sẽ bờ đẹp, tụi ấy sẽ ngưỡng mộ sự trưởng thành của Nene và bỏ rơi Ai, cô tiểu thư sẽ tức điên cho mà coi. Đúng như kế hoạch, Nene mang tạp chí ra gốc cây đọc, chờ đợi Kazama bị sự trưởng thành của mình thu hút. Cơ mà đợi mãi không thấy động tĩnh gì. Nene ơi, Kazama đi xa lắm rồi. Ai, chết tiệt, xem bà ra tay đây. Nene nũng nịu rủ Kazama chơi trò chơi gia đình. Cô bé còn viết hẳn một kịch bản riêng cho Kazama, nhưng cậu ta kêu bận nên từ chối. Bận làm kẻ hầu người hạ cho con nhỏ kia đúng không? Đùa, mai tớ có bài kiểm tra tiếng Anh thật mà, tớ đang ôn tập nè. Bỗng tiểu thư Ai chạy đến rủ đi chơi, tự dưng Kazama hết bận luôn. Đồ Kazama thối tha. Hai đứa vừa đi vừa bàn xem chơi trò gì, để lại Nene và Shin chui trong bụi cây theo dõi. Vừa quyết định chơi bập bênh thì Masao mang bộ sưu tập thẻ người nổi tiếng ra khoe, có cả chữ ký của tác giả truyện Shin cậu bé bút chì đó. Ai thích cái nào, Masao sẽ tặng luôn. Bỗng nghe có mùi nước hoa rất thơm, nó phát ra từ người Bo. Được gặp bạn gái, nước mũi Bo chảy làm hai hàng. Cậu ta nhún chân, bật nhảy lên và kết hai hàng nước mũi thành hình trái tim. Tuyệt vời, cách tán gái không cần nói là đây chứ đâu. Kazama và Masao nóng hết cả mặt. Thấy bao đốm lớp hoa hồng đang chơi bóng, tiểu thư khen nức nở. Thế là nhà tù tình yêu lại đón thêm một cái ngốc. Cậu ta nguyện tâng bóng cả đời cho Ai xem. Ba thanh niên cây cú chỉ biết đứng nhìn. Nene bước đến, thấy chưa, các cậu chỉ là món đồ chơi của cô ta thôi. Hãy mau thức tỉnh và quay về chơi trò chơi gia đình với tớ đi. Ồ, mấy ông ấy vẫn cố bám váy Ai kìa. Nene sôi máu, xé nát kịch bản rồi đấm thỏ bóng liên tục. Suotome Ai, thu này nhất định phải trả. Tập phim, cuộc đối đầu giữa Nene và Ai. Cả lớp bỏ chạy trước cơn thịnh nộ của Nene. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cô bé tức điên lên được. Hay ho gì khi được một đám con trai tán tỉnh cùng lúc chứ. Nene không thể tha thứ cho con bé xa lạ ấy. Tiểu thư đi đến đâu, bốn tên nô lệ đi theo đến đó. Hết dâng chuyện tranh rồi lại trà bánh. Lần này, Nene phải hành động ngay. Đi thôi Shin. Bên này, Ai bắt đầu cảm thấy chán nản. Nene bước đến, gọi to tên Suotome Ai. Để Shin giới thiệu cho, tụi tui là bộ đôi diễn viên hài đây. Ai vẫn rất điềm tĩnh hỏi chuyện. Nene câu mày, cô đừng nghĩ mình giàu có mà đi chiếm lấy hết trái tim của người này đến người khác. Nene ghen tị lắm đấy có biết không? Ai vỗ tay, khen hai bạn diễn hài đỉnh quá. Không nói nhiều, Nene muốn so tài cao thấp với Ai. Đám nô lệ quyết liệt, phản đối dùng vũ lực. Tất nhiên, người lớn ai lại đánh nhau, chơi bóng né đi. Kazama cố gắng khuyên tiểu thư đừng tham gia, nhưng Ai cũng đang thấy chán nên đồng ý chơi luôn. Lớn chuyện rồi bang chủ ơi, Nene và Ai đang thách đấu đấy. Tất cả mọi người tập trung ngoài sân trường. Bên cạnh Shin, Nene còn có hội chị em kê khế. Trong đám nô lệ tình yêu có tên Chita rất giỏi thể thao và Kazama rất am hiểu luật. Cô Yoshinaga định ngăn lại, nhưng thầy hiệu trưởng phản đối. Đây là cơ hội tốt để hai bên hiểu nhau hơn. Ngay cả vệ sĩ Kuroiso cũng không được can thiệp. Đây là trường mẫu giáo, sân chơi của bang chủ. Ủa?
Tiếng còi đã vang, Chita dặn tiểu thư lùi lại cho an toàn, nhưng Ai vẫn tiến lên. Nhân cơ hội, Nene nhắm thẳng vào mặt Ai, nhưng Kazama đã bay ra như siêu nhân, hy sinh anh dũng vì tình yêu cao đẹp. Sau đó, hai bên giao tranh rất ác liệt. Shin chỉ đều làm tên báo đốm tưởng đang chơi bóng đá nên đánh đầu. Thế là đã có hai người rời sân, Masao rất lo lắng. Bo động viên bạn, chúng ta phải chiến đấu bằng niềm tin và sức mạnh, quyết tâm bảo vệ tiểu thư đến cùng. Sau khi sốc lại tinh thần, Masao và Bo tạo một hàng rào phòng thủ vô cùng kiên cố. Này thì kiên cố này, Nene cho chim cút hết. Giờ chỉ còn lại Ai, mặt vẫn ngây thơ nhỉ, chắc đang run sợ lắm đây. Yên tâm, chính tay Nene sẽ kết thúc nhanh thôi, xem đây. Ai tóm lấy quả bóng rồi ném thẳng vào mặt Nene. Ôi trời, không ngờ cô bé lại giỏi thể thao đến vậy. Hội chiêm kê khế bị đánh bại hết, chỉ còn Shinosuke. Shin ơi, cố lên, không là Nene cho ăn đấm đấy. Biết tên cậu bạn, Ai bắt đầu triệu hồi thần tình yêu. Nene gào thét, kêu Shin hãy tỉnh táo, đừng để bị lừa. Thế nhưng, mũi tên không thể xuyên qua trái tim của Shin. Tiểu thư thua cuộc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cả trường phấn khích hò reo, còn Ai vẫn chưa thôi bàng hoàng. Trong tất cả những trường mẫu giáo đã đến, chưa có ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của Ai. Vậy mà... Thôi, nói chung là tụi nhóc đã có thể hòa đồng với nhau rồi đấy. À không, hình như mấy tên nô lệ đang lên kế hoạch trả thù thì phải. Tập phim, Ai bị ám ảnh bởi Shin. Trên đường đi học sáng nay, tiểu thư cứ ngồi thở dài, mặt buồn rầu. Từ bé đến giờ, chưa ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của cô nàng. Vậy mà trái tim của kẻ đó lại không thể cản phá. Vừa bước xuống xe, Shin nhảy bươi bươi đến chào buổi sáng, làm Ai đỏ mặt ngượng ngùng. Đến giờ ra chơi, Ai thử nghiệm chiêu nháy mắt tình yêu với hai cô bạn, có vẻ vẫn rất hiệu quả. Cô bé ngó nghiêng thì thấy Shin đang chui trong bụi cây. Ai chạy đến, Shin ra tín hiệu nói nhỏ thôi, cậu ấy đang chơi trốn tìm. Thế ai là ma đấy? Không có ma. Ôi trời ơi, chơi trốn tìm một mình sao? Ai rất ấn tượng với người bạn không bình thường này. Shin đồng ý cho Ai trốn cùng, nhưng phải khẽ thôi, kẻo bị phát hiện. Cô bé nháy mắt triệu hồi thần tình yêu, nhưng Shin chả quan tâm. Đột nhiên cậu kêu bận xong chạy mất tiêu. Ai định đuổi theo thì đám nô lệ đang kéo đến. Cô bé dùng nụ hôn ngọt ngào để làm mấy tên kia bất tỉnh nhân sự. Shin ơi, đợi tớ với, tớ có chuyện muốn nói. Gì thế bà nội? Tiểu thư quyết định kết hợp hai nháy mắt làm một, trang bị đại pháo cho thần tình yêu. Lời mời hẹn hò của Ai chỉ như cái đinh dỉ, không thể xuyên qua trái tim sắt đá của cậu nhóc. Shin chê hẹn hò quá mất thời gian rồi chạy đi luôn. Thấy Ai cứ tán tỉnh cậu bạn, Nene nhảy vào tranh giành. Bị Ai chê con thỏ bông là đồ rẻ tiền, Nene tức giận nhào vô solo. Đám nô lệ và chú vệ sĩ định can ngăn thì bị mắng sấp mặt. Đây là chuyện của những người phụ nữ, không ai được chen ngang, chú mau quay về bụi cây đi. Bây giờ không đánh nhau nữa, hai bạn nữ kéo vào tận nhà vệ sinh để hỏi trực tiếp xem Shin thích ai nhất. Người ta đi ị cũng không yên là sao? Đám nô lệ dần nhận ra mình đã đánh mất tiểu thư vào tay Shin. Mới ị được một nửa đã phải ra ngoài rồi. Không phải Ai, cũng chẳng phải Nene, Shin không thích trẻ con, đừng bám theo nữa. Ấy vậy mà điều đó lại khiến Ai trúng mũi tên tình yêu. Cô bé vẫn khao khát cảm giác bị từ chối bấy lâu nay. Shin muốn về nhà ị nốt mà cũng không yên. Còn ba tên kia, thức tỉnh được rồi đấy. Sau khi đánh mất Ai, Kazama không cam tâm nên đã chuẩn bị cho cuộc thách đấu với Shinosuke. Chi tiết vụ việc sẽ được lớp học truyện tranh tường thuật trực tiếp trong video tiếp theo. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để tăng tốc độ ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo. Bye bye!